Thái Lan kỷ niệm ngày nhà vua Bhumibol lên ngôi, tên tự Hua Hin. Hàng ngàn người dân đã đứng chật đường phố tại thành phố nghỉ mát Hua Hin ở miền Nam trong ngày Thái Lan kỷ niệm 64 năm ngày đăng quang của nhà vua Bhumibol Adulyadej. Nhà vua Bhumibol 86 tuổi và Hoàng Thái tử Vajiralongkorn ngồi trong một chiếc xe chạy ngang qua những người dân đứng hai bên đường tại vẫy cờ Thái Lan. Một buổi lễ Phật giáo có sự tham dự của gia đình hoàng gia và các quan chức chính phủ, bao gồm cả Thủ tướng Dinglok Sinawatra, đã được tiến hành trong cung điện Klaikangwong, nơi nhà vua Bhumibol và hoàng hậu Sirikit đã cư trú kể từ tháng 7 năm 2013. Nhà vua Thái Lan đã bị bệnh trong nhiều năm và phải sử dụng một chiếc xe lăn. Nhà vua Bhumibol là vị vua trị vì lâu nhất trên thế giới. Ngài đã lên ngôi vào năm 1950 khi mới 18 tuổi. Được tôn kính như người cha của dân tộc, nhiều người dân ở vương quốc Phật giáo coi ngài như là một vị thần. Chỉ trích nhà vua và gia đình hoàng gia không chỉ là một điều cấm kỵ mà còn là vi phạm luật pháp. Hình ảnh của ông được treo với sự tôn kính trong các cửa hàng, nhà hàng và trong nhà trên toàn quốc gia. Quân chủ lập hiến của Thái Lan có ít quyền hạn chính thức, nhưng sự tôn kính đối với gia đình hoàng gia có nghĩa là những bình luận hiếm hoi của nhà vua về chính trị có một ảnh hưởng rất lớn.